Ví dụ như nếu thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ liên tục không ngừng đến lúc vãng sanh thì nhất định sẽ thấy ba vị thánh ở cõi phương Tây đến tiếp dẫn. Sơ tổ của tông Tịnh độ là ngài Huệ Viễn ở chùa Đông Lâm núi Lư Sơn để xướng niệm Phật, thành lập liên xã. Chẳng những ngài nhìn thấy Phật A Di Đà ba lần rồi vãng sinh mà cư sĩ Lưu Di Dân cũng thấy ba vị thánh hai lần rồi vãng sinh. Từ đó đến nay phạm ai thành tâm niệm Phật đều có thứ cảnh giới này. Hoặc thấy diệu sắc thân của Phật, vô biên sắc tướng sáng rực rỡ. Tùy các chúng sinh hiểu khác nhau, đủ thứ biết hiện trong mười phương. Hoặc thấy diệu sắc thân của Phật, ở trước nói về Pháp thần thì vô hình vô tướng, bây giờ nói sắc thân của Phật. Pháp thần thì vô hình vô tướng, sắc thân thì có hình có tướng. Sắc thần tức là thân trang nghiêm 32 tướng, 80 vẻ đẹp, hoặc có chúng sinh thấy được diệu sắc thân của Phật vô biên sắc tướng sáng rực rỡ, có vô biên tướng tốt sáng chói rực rỡ vô cùng vô tận. Tùy các chúng sinh hiểu khác nhau, tùy theo căn tánh khác nhau của chúng sinh nên kiến giải cũng khác nhau, do đó có câu Phật dùng một âm thanh nói pháp, chúng sinh tùy lại đều hiểu rõ đủ thứ biết hiện trong mười phương. Tuy nhiên sự hiểu biết khác nhau, song Phật có đủ thứ thần thông biến hóa, thị hiện trong mười phương pháp giới để giáo hóa tất cả chúng sinh. Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân, ba đời bình đẳng như hư không. Pháp tùy tâm chúng sinh nói Pháp, đủ thứ sai biệt đều khiến thấy. Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân, hoặc có là chúng sinh thấy được thân trí huệ vô ngại của Phật ba đời bình đẳng như hư không quá khứ phật cũng có trí huệ thân hiện tại phật cũng có trí huệ thân vị lai phật cũng có trí huệ thân cho nên nói ba đời bình đẳng trí huệ thân như thế nào giống như hư không hư không lạ như thế nào là không bở không mé biết được hình dáng của hư không thì biết được trí huệ thân khắp tùy tâm chúng sinh nói phát thần trí huệ này tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà chuyển bánh xẻ pháp giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh minh bạch bạch phát đủ thứ khác biệt đều khiến thấy dùng đủ thứ pháp phương tiện khác nhau khiến cho chúng sinh tỏ ngộ mà thấy Trí Huệ thân Trí Huệ thân này tức là trí thân trong mười thân